Mục tiêu giành huy chương vàng ở kỳ SEA Games cuối cùng trong sự nghiệp của tay vợt cầu lông hàng đầu Việt Nam Nguyễn Tiến Minh đã không thành hiện thực khi anh thất bại ở trận bán kết đơn nam diễn ra chiều qua và chỉ nhận được huy chương đồng. Trong cuộc đối đầu với hạt giống số 1 Jonas Christie, Indonesia ở bán kết, không nhiều người đặt hy vọng vào khả năng chiến thắng của Tiến Minh bởi khác biệt quá lớn về tuổi tác giữa hai đối thủ. Khi Jonathan Christie mới 19 tuổi, còn Tiến Minh thì đã qua tuổi 34. Thua trong vánh ở xét đầu với tỷ số 11-21, tay vợt Việt Nam bước vào set 2 với quyết tâm cao độ. Có thời điểm Tiến Minh vươn lên dẫn trước 16-14. Nhưng ngay sau đó, Christie đã khôi phục lợi thế bằng lối chơi tấn công trên lưới và bỏ nhỏ khiến tay vợt Việt Nam không thể theo kịp. Set thứ 2 kết thúc với chiến thắng 21-16 thuộc về Christie. Chung cuộc 0-2, Tiến Minh nhận huy chương đồng ở nội dung này.